Nếu như mà phát hiện ra các bệnh khác không liên quan đến Covid-19 như là hen suyễn, người bệnh sẽ phải điều trị theo pháp. Những người cần khám hậu Covid-19 kéo dài, những người đã từng mắc Covid-19 nặng và phải điều trị trong phòng hồi sức, hoặc là bị khó thở, có dấu hiệu tăng đông máu, rối loạn tâm thần sau khi khỏi bệnh, người đã âm tính với SARS-CoV-2 nhưng phải chuyển sang khu phục hồi chức năng để điều trị tiếp. Hầu hết họ sẽ đều có những cái di chứng hậu nhiễm. Hậu Covid-19 với họ chính là hậu nhiễm trùng nặng, cần phải kiểm tra sức khỏe. Không phải tất cả các F0 khỏi bệnh đều phải khám hậu Covid-19, mà chỉ một số người thực sự mắc những cái di chứng sau khi khỏi bệnh, còn lại là những dấu hiệu của các bệnh lý khác nhưng bị nhầm lẫn thành bất thường của hậu Covid-19. Ví dụ như là những bệnh nhân thở máy nhiều này, nằm lâu quá sẽ bị teo cơ này, thậm chí là sẽ phụ thuộc vào cái thời gian dài khiến cho cái phổi nó bị sơ. Các bệnh nhân F0 như Thúy vừa nói trên thì có nguy cơ cao có cục máu đông khi tái khám. Các y bác sĩ sẽ xét nghiệm và chẩn đoán thêm cái tình trạng đông máu để có những cái biện pháp xử lý kịp thời, hoặc là lên những cái phương án để phòng ngừa nếu có nguy cơ dấu hiệu tăng đông máu. Bác sĩ sẽ kê toa thuốc uống trong vòng 5 cho đến 10 ngày. Về nhà, người bệnh phải uống thuốc trong vòng 1 tháng. Đây là di chứng của Covid-19 duy nhất có thể phòng ngừa được. Trích vaccine thì đã hạn chế được cái việc nhiễm bệnh, là cách phòng tránh di chứng tốt nhất. F0 mà đã âm tính, đang vận động và bị ngộp thở, tức ngực khó thở hoặc là vận động kém cũng cần phải đi khám. Đây là dấu hiệu đặc trưng của hậu nhiễm. Nếu như mà phát hiện ra các bệnh khác không liên quan đến Covid-19 như là hen suyễn, người bệnh sẽ phải điều trị theo phác đồ. Người bệnh mà có dấu hiệu như là rối loạn tâm thần, như là hoảng loạn, bế tắc thì cũng cần phải đi khám ngay. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không phải là di chứng của hậu nhiễm mà là do đọc quá nhiều những cái thông tin tiêu cực dẫn đến tình trạng bị stress, nhạy cảm quá mức và chỉ đi khám khi có các cái triệu chứng dai dẳng vài tuần cho đến vài tháng. Những người mà không có triệu chứng hoặc là vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường sau khi khỏi bệnh là những nhóm không cần thiết phải đi khám sau hậu Covid-19. Sau những cái trận ốm dài hoặc là hậu sanh đẻ thì xuất hiện những cái tình trạng kéo dài, mệt mỏi, ho, sốt, đau nhức người, rụng tóc thường gặp không nghiêm trọng. Cơ thể mình sẽ có thể tự điều chỉnh và phục hồi về mức bình thường. Ngoài ra, nếu mà bệnh thở nặng nhọc quá, chân tay đau nhức, rụng tóc, hồi hộp, đánh trống ngực thì các bạn có thể tự điều trị bằng cách tập những cái bài tập vật lý trị liệu hoặc là tập thở tại nhà. Rụng tóc thì các bạn có thể bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, ví dụ như là kẽm. Nếu mà đau cơ xương khớp thì uống thuốc giảm đau và tập luyện tăng cường vận động, làm việc nhà nhẹ nhàng. Nếu như các bạn mất khứu giác thì các bạn tập ngửi tinh dầu từ 2 cho đến 3 lần trên một ngày. Mệt mỏi thì các bạn hãy nên cố gắng ngủ đủ giấc, điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Trường hợp đã qua một cái thời gian dài và cơ thể các bạn không thể nào tự điều chỉnh được, hoặc là các bạn đã uống thuốc rồi, tập vật lý trị liệu, bổ sung dinh dưỡng rồi, bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cần thiết nhưng mà không cải thiện thì các bạn có thể cần đi khám sớm. Mặt khác, những cái biểu hiện của các cái triệu chứng này các bạn có thể là biểu hiện của những cái bệnh lý khác nghiêm trọng như là sốt do sốt xuất huyết, khó thở do lao, hen suyễn. Do đó, thay vì các bạn mặc định đây là di chứng của hậu Covid-19, người bệnh cần coi cái việc mà chúng ta đi khám là một lần tầm soát bệnh định kỳ, tránh bỏ sót các bệnh nguy hiểm, từ đó có thể chẩn đoán và có cái phương án điều trị nó chính xác và phù hợp hơn. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.